Xin chào quý vị và các bạn. Mọi người hôm nay có khỏe không? Mình muốn nhắc lại là mình không phải là luật sư di trú. Các bạn muốn hỏi về vấn đề mà visa nào phù hợp với các bạn thì mình sẽ nhờ luật sư của mình để chia sẻ với các bạn, và bạn cần thì các bạn tư vấn với luật sư của mình nhé. Luật sư di trú thì có văn phòng tại Sài Gòn. Ok, bạn nào muốn đến gặp luật sư di trú thì phải đặt một cái lịch hẹn, phải hẹn online trước rồi sau đó mới hẹn offline. Ok, nói chung là tất cả các loại visa các bạn cũng phải học PTE thôi, các bạn phải học tiếng Anh thôi. Và các bạn học tiếng Anh thì các bạn biết ai hướng dẫn, ai dạy tiếng Anh rồi thì mình cũng có dạy. Ok, thì các bạn muốn học tiếng Anh thì các bạn cho mình biết. Ok, tại vì bây giờ mình nói đơn giản thôi, các bạn hiểu là nếu mà các bạn không học tiếng Anh á, bạn đi qua Úc bạn học tiếng Anh á sẽ tốn rất là nhiều tiền. Một tuần ở bên Úc học tiếng Anh nó tốn đâu khoảng từ 300 cho tới 500 đô một tuần. Còn bạn học tiếng Anh của mình đó là bạn chỉ tốn đâu đó khoảng chưa tới 1.000 đô mà bạn có thể học tiếng Anh nó tốt hơn nhiều. Bạn có bằng tiếng Anh rồi, bạn đi qua Úc bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều, đúng không? Bạn có bằng tiếng Anh rồi, bạn được đăng ký học những khóa học ở Úc luôn, khỏi phải tốn tiền đi học tiếng Anh ở bên này nữa. Đó, bạn học tiếng Anh. Và bây giờ mình vào chủ đề ngày hôm nay ha, là gia đình nào nên cho con đi du học, và các bạn qua học bên Úc này đó thì các bạn nên làm cái nghề gì để mà có đầy đủ tiền sinh hoạt phí và tiền học phí. Thì tiền sinh hoạt phí đó, thì nó đâu đó khoảng 1.000 đồng một tháng, các bạn note lại đi. 1.000 đồng thì nó bao gồm khoảng tiền thuê nhà đó, nó đâu khoảng chừng là 500 và tới 600. Ok, tiền thuê nhà. Còn lại những cái tiền khác như là điện nước internet nè, tiền ăn uống nè, rồi tiền đi lại nè, đâu đó khoảng chừng 400 cho tới 500, thì tổng cộng hết đâu đó khoảng 1.000 đồng. Bạn nào nhiều thì bạn có thể lên tới 1.500, bạn nào ít thì có thể giảm xuống còn 800. Ok, các bạn giúp mình viết ra đi, tiền sinh hoạt phí khoảng 1.000 đồng. Tiền học phí, thì tùy theo cái môn học các bạn và tùy theo cái cấp độ học của các bạn ha. Ví dụ bạn qua đây bạn học cao đẳng thì học phí đâu đó nó khoảng một năm đâu đó khoảng chục ngàn, 10 ngàn, có thể lên 15 ngàn, có thể 20 ngàn. Và bạn học đại học hoặc là bạn lên cao học từ 20 ngàn cho tới 40 ngàn là một năm đó nha. Nên các bạn nhớ nha, mình nói cái số tiền thôi, nó không có chính xác 100% nhưng mà nó trong khoảng đó đó. Thì bây giờ làm sao để mà kiếm được số tiền là học sinh hoạt phí là khoảng 12 ngàn đúng không, cộng với lại mình cho tóm lại tiền học phí đâu đó mình cho 30 ngàn đi, là tổng cộng khoảng một năm khoảng 40 mấy ngàn á. Thì làm sao để mà có được số tiền đó? Mình thấy có một số bạn du học sinh ở bên Úc này mà các bạn tiếng Anh rất là yếu. Khi bạn đi du học tiếng Anh yếu, nó đồng nghĩa với chuyện là thay vì bạn làm mức lương tối thiểu, ở bên Úc là 22 đô. Ok, gần 22 đô một giờ. Mà các bạn không biết tiếng Anh thì bạn chỉ đi làm được cho người Việt thôi. Mà bạn không biết tiếng Anh thì bạn sẽ không bao giờ đạt được cái mức lương đó. Tại bạn làm cho người Việt thì bạn cũng đâu có thể nào mà giao tiếp được tốt, thì người ta trả lương bạn thấp thôi. Đó, các bạn nhớ nha. Và một số bạn đi qua Úc mà các bạn không chịu đăng ký cái mã số thuế, nó gọi là tax file number. Nhiều bạn đi qua đây rồi một năm sau còn chưa làm tax file number nữa. Mình nói các bạn có phụ huynh, có con cái đi qua bên Úc này, ngày đầu tiên đặt chân đến Úc là các bạn phải làm tax file number liền cho mình. Mình hướng dẫn với các bạn là ngày đầu tiên tới Úc là phải đi làm thẻ ngân hàng liền ngay lập tức. Tất nhiên bạn trước khi bạn qua Úc là bạn đã có địa chỉ bên Úc rồi đúng không? Bạn phải đi làm thẻ ngân hàng. Ở bên Việt Nam bạn phải lo chỗ ở rồi chứ không phải đợi tới qua tới Úc này. Không có chỗ ở thì phải lo thuê Airbnb ở, rồi hoặc là thuê ngắn hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó, ở chung với bạn bè gì đó. Phải làm thẻ ngân hàng. Cái ngày đầu tiên qua Úc là phải làm tiếp tục là cái tax file number. Hai cái này cực kỳ quan trọng. Sau đó là bạn phải thi bằng eo, bằng lái ở bên này liền ngay lập tức. 3 thứ đó các bạn. Các bạn comment cho mình 3 thứ đi. Thẻ ngân hàng, bạn phải đi làm thẻ ngân hàng rồi ba mẹ cho tiền, hoặc là bạn có tiền để dành phải bỏ vô ngân hàng liền. Tại khi bạn không có thẻ ngân hàng á, bạn đi làm người ta trả tiền cho bạn bằng cách nào? Các bạn hiểu ý mình không? Tax file number, để bạn đi làm bạn phải có mã số thuế thì người ta phải trả thuế cho các bạn ha. Cái thứ ba là cái gì? Bạn bắt buộc phải đi học, đi học cái bằng IELTS liền. Và trong cái lớp Úc Đại Lợi của mình á, mình hướng dẫn các bạn làm sao để mà học lý thuyết trước, đi qua Úc là thi liền, đăng ký thi liền các bạn. Và đây là có một cái tin vui cho các bạn nè, là các bạn sẽ được thi bằng IELTS, bằng lên ở, bằng lái ở tiểu bang Victoria này nha. Ở tiểu bang Victoria bạn được thi bằng lái miễn phí. Đây là cái thông tin rất là mới, mình mới vừa phát hiện ra. Bình thường bạn thi người ta bắt bạn đóng 45 đô, bây giờ cho bạn thi miễn phí. Và cái thời gian này mình không biết 1 tháng hay là 2 tháng, không biết bao lâu là nó sẽ ngưng, hoặc là 3 tháng. Thì bạn phải cố gắng, ai mà có con cái mà đang ở Úc này, và hoặc là bạn nào đi du lịch ở Úc, ráng cố gắng đăng ký thi miễn phí. Tất cả nếu đều thi miễn phí, thi lý thuyết miễn phí nha các bạn. Ở trong cái lớp học của mình, lớp học Úc Đại Lợi á, là mình có hướng dẫn các bạn tất cả, mình có cho các bạn 300 câu hỏi để các bạn học, để bạn thi đậu ngay lần đầu. Đa số học viên của mình là thi đậu ngay lần đầu, không có ai thi rớt hết nha các bạn. Thì bên này bên Úc bạn phải thi 3 lần. Lần thứ nhất á, là bạn sẽ thi lý thuyết. Bạn đậu lý thuyết rồi thì bạn sẽ đi qua thi cái hazard perception, thi cái gọi là giống như mô hình á, lái vậy nè. Và cái thứ ba là bạn thi lái thiệt. Bên Úc này thi lái xe rất là rẻ nha các bạn. Thi cái bằng lái đó, hồi xưa là mình thi là nó tốn có 30 và bây giờ nó lên 45 đồng. Còn thi cái hazard, thi cái số 2 á, thì nó tốn đâu cũng cỡ 50 đồng. Cái thi cái thứ ba là phí thi cũng đâu 5-60 đồng à. Nhưng mà cái tiền mà học thầy á, mỗi tiếng đồng hồ thì nó mắc. Mỗi tiếng bạn có thể học từ thầy, có thầy dạy cho các bạn là 48 đô, có thầy bà dạy 50 đô, có thầy dạy 55 đô, có thầy dạy 60 đô, có thầy dạy 66 đô 1 giờ. Rồi xong, ba cái này bạn nói lại chưa? Ba thứ quan trọng nhất. Mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài để cho các bạn nhớ, và các bạn nào phụ huynh phải nói cho con cái luôn. Không có thẻ ngân hàng để người ta chuyển tiền, không có tax file number thì bạn sẽ nhận được mức lương rất là thấp. Nhiều khi người ta trả cho bạn một ngày 100 đô, có người trả được 150 đô. Mình cho là 150 đi, nhân cho bạn làm trong vòng 1 tuần bạn phải đi học, và bạn phải đi làm, cho bạn học 3 ngày gì đó, bạn đi làm trong vòng 4 ngày đi, 150 4 ngày có 600 mà, đâu có đủ đâu. Thấy chưa? Đâu có đủ đâu. Do đó là bạn phải cố gắng làm sao để mà làm khai thuế cho người ta trả cao lên. Cố gắng phải là 200 đô mỗi ngày. Không có bằng lái xe đi đâu bạn cũng phải cầm theo passport. Nó mất cái passport thì sao? Bạn có cái driver license giống như cái thẻ căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân Việt Nam đi ra. Bạn đưa cái bằng lái ra thì người ta sẽ coi bạn giống như là cái người ở bên Úc. Người ta sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Còn bạn cứ đưa passport, cái gì cũng passport Việt Nam ra, người ta nhìn vô passport đó, nó không có tốt đâu các bạn. Bạn phải cần có cái driver license nó tốt hơn. Ok, lại chứng tỏ bạn là ở trên nước Úc đó. Còn có cái passport của bạn này chứng tỏ bạn mới qua Úc rồi. Nếu bạn có bằng lái xe ở Việt Nam, qua bên Úc lái được luôn. Còn các bạn nào mà muốn đổi thì phải thi lại ha. Còn nếu bạn nào có bằng lái Nhật thì qua Úc là đổi ngang luôn. Bạn ở Việt Nam, bạn thi lái xe rồi, bạn có bằng lái xe rồi, bạn tập thêm nữa cho bạn lái vững. Qua đây một cái là bạn học thêm khoảng 5 buổi của thầy rồi bắt đầu lái luôn. Nó khỏe không? Qua đây phải học lại. Mà cái luật Úc á, bạn nào dưới 21 tuổi á, là phải đợi 1 năm mới được thi lái thiệt á. Từ 21 cho tới 25 là 6 tháng. Bạn nào từ 25 tuổi trở lên mới được 3 tháng sau mới được thi. Đó, nó tốn thời gian lắm. Khi nào nó có sẵn là nó tốt hơn. Mà qua đây làm thẻ ngân hàng rồi sau đó đi làm luôn. Thấy khỏe không? Cảm ơn các bạn không? Rồi, chào mọi người. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.